quý thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ nghe bài số 24 với tựa đề Bình yên trong hoạn nạn. Xin mời quý thính giả cùng nghe phân đoạn Kinh Thánh sau đây. Ta đã dùng ví dụ mà nói với các ngươi mọi điều đó. Giờ đến là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa. Nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về cha cho các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin cha đâu. Vì chính cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi cha mà đến, ta ra từ cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng cha. Các môn đồ thưa rằng, bây giờ thầy phán rõ ràng và không phán bằng lời ví dụ. Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy. Bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Bây giờ các ngươi tin chăng? Này, giờ đến đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy và để ta lại một mình." Nhưng ta không ở một mình vì cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Nhưng hãy cứ vững lòng ta đã thắng thế gian rồi. Giang đoạn 16 từ câu 25 đến câu 33 trong phần đầu của chương trước, Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh để ví dụ về sự liên hệ mới giữa Ngài và các môn đồ, cũng như chúng ta là những người thuộc về Ngài. Chúa Giêsu nói về gốc nho thật và nhánh nho, răng đoạn 15 từ câu 1 đến câu 8. Qua chương này, Chúa Giêsu dùng sự đau đớn của người đàn bà sanh nở để cho chúng ta biết về sự thương khó và sự chết của ngài, để các môn đồ và chúng ta có thể hiểu phần nào về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Phần 1 La Mã, sự liên hệ mới. Chúa Giêsu hứa cùng các môn đồ của ngài rằng ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó, giờ đến là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về cha cho các ngươi." Câu 25. Bây giờ Chúa Giêsu dạy các môn đồ một lẽ đạo quan trọng khác về sự cầu nguyện thế này. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin cha đâu, vì chính cha yêu thương các ngươi nhưng các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi cha mà đến. Ta ra từ cha mà đến thế gian. Này ta lìa bỏ thế gian mà về cùng cha. Câu 26 đến câu 27 Trong ngày đó là ngày mà chúng ta không còn bị bức màn nơi trí thánh ngăn cách chúng ta đến trực tiếp với Ngài nữa cũng không còn bước màn tội lỗi ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời thánh khiết. Bởi sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, chúng ta có đủ điều kiện đến thẳng trực tiếp với Đức Chúa Trời. Tác giả thư Hebrew giải thích: Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được giảng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua sát Ngài. Hebrew đoạn 10 từ câu 19 đến câu 20 chỉ nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta mới có thể đến được với Đức Chúa Trời, không ai khác có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Tác giả thư Hebrew khuyên chúng ta rằng chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Hebrew đoạn 4 câu 16 Còn cái Chúa, nếu không qua Chúa Giêsu đến với Đức Chúa Trời để cầu khẩn cùng Ngài, thì chúng ta tự đánh mất cái đặc quyền quý báu nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là con cái Ngài. Vì Ngài là cha yêu thương các ngươi. Câu 27A à. Chúa Giêsu cũng tỏ cho các môn đồ của Ngài cách rõ ràng rằng: Ta ra từ Cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha. Câu 28. Chúa Giêsu bày tỏ cho các môn đồ của Ngài và chúng ta biết, Ngài từ Đức Chúa Cha đến thế gian để hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại. Và bây giờ Ngài lìa bỏ thế gian mà về cùng cha. Câu 28b Vì đến thời điểm công việc Ngài trên đất phải được hoàn tất. Các môn đồ hiểu lời Chúa Giêsu xu ngài. Họ thưa cùng Ngài rằng Bây giờ Ngài phán rõ ràng và không phán bằng lời ví dụ. Câu 29 Khi đã hiểu lời Chúa thì đức tin họ được vững mạnh. Đời sống thuộc linh tăng trưởng họ không còn hỏi tới, nghi ngờ, hoang mang, bàn thảo về những việc không vào đâu nữa. Phần 2 La Mã Sự Bình An Thật Bây giờ, các môn đồ của Chúa Giêsu đã thật sự được thuyết phục họ tuyên xưng đức tin và thưa cùng Ngài rằng Bây giờ chúng tôi biết Thầy thông biết mọi điều. Không cần phải có ai hỏi Thầy bởi đó nên chúng tôi tin Thầy ra từ Đức Chúa Trời. Câu 30 Chúa Giêsu cũng hỏi lại họ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, bây giờ các ngươi tin chăng? Câu 31 Đây không có nghĩa là Ngài nghi ngờ về đức tin đã được xưng ra và sự tăng trưởng đức tin của các môn đồ Ngài. Nhưng là xác chứng về sự tăng trưởng đức tin của họ. Dầu vậy, Ngài biết rằng đức tin đó vẫn chưa đủ để đối diện với những tình cảnh sẽ xảy đến cho họ. Ngài phán cùng họ rằng, Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc ai đi đường nấy và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình vì cha ở cùng ta. Câu 31 đến câu 32 trong hoàn cảnh đau thương khó khăn này, các môn đồ sẽ lìa bỏ Chúa Giêsu xu tản lạc, để ta lại một mình. Nhưng trên thực tế, Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Ngài cho biết ta không ở một mình vì cha ở cùng ta. Trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời chúng ta, mọi người thân thiết có thể lìa bỏ chúng ta, những thành viên trong gia đình, gia tộc, có thể quay lưng lại với chúng ta nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn bên cạnh chúng ta, Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng ta, dù một mình đang bị nhốt trong hang sư tử như hoàn cảnh của Daniel hay trong lò lửa hực như những chàng thanh niên người Hebrew, chính cứu Chúa quyền năng đã phán hứa với chúng ta rằng và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Matthew đoạn 28 câu 20b Để kết luận, Chúa Giêsu phán cùng với các môn đồ của Ngài rằng Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi câu 33. Những điều mà Chúa Giêsu muốn bày tỏ với các môn đồ, mục đích duy nhất là để giúp cho họ có được sự bình an giữa những cơn hoạn nạn mà họ sắp phải đối diện. Sứ đồ Phaolô chia sẻ cho các con cái Chúa tại thành Philip rằng sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip đoạn 4 câu 7. Chính Chúa Giêsu là nguồn của sự bình an. Khi một tấm lòng được Chúa Giêsu ngự trị thì chắc chắn có được sự bình an. Đấng quyền năng có năng lực thắng những mưu kế của ma quỷ, xác thịt, sự hoạn nạn vua chúa của thế gian. Sứ đồ Giang nói: Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Giang nhất đoạn 4 câu 4 Bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu mà chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, được liên kết với Đức Chúa Trời trong tình cha con, được sự bình an vui vẻ của Chúa ban cho và cùng Ngài sống đời sống đắc thắng giữa thế gian này. Chúa Giêsu cũng nói tiên tri để cảnh báo cho các môn đồ của Ngài về sự quá tự tin của họ rằng này giờ đến đã đến rồi là khi các ngươi sẽ tản lạc ai đi đường nấy và để ta lại một mình nhưng ta không ở một mình vì cha ở cùng ta câu 32 lời tiên tri này được ứng nghiệm chỉ vài giờ sau đó khi Chúa Giêsu bị bắt trong vườn Gethsemane, thì các môn đồ của Ngài cả thảy đều chạy trốn như chiên đang bị bầy sói tấn công. Và Chúa Giêsu cũng cho họ biết rằng Ngài không ở một mình vì Cha ở cùng ta. Chúng ta cũng học một bài học quan trọng khác trong phân đoạn kinh thánh này, đó là theo Chúa Giêsu chúng ta sẽ không khi nào bị cô đơn một mình dù những người thân trong gia đình gia tộc và những bạn hữu thân thiết những người yêu thương có thể lìa bỏ chúng ta nhưng chúng ta sẽ luôn có chúa giêsu ở cùng chúng ta đây là chương kinh thánh đầy sự khích lệ và an ủi cho chúng ta là những người đang bước theo Chúa Giêsu và đang đối diện với những khó khăn trong đời sống chúng ta. Chúa Giêsu nói tiếp: Ta bảo cho các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Câu 33. Chúa Giêsu ban cho các môn đồ của Ngài và chúng ta là những người thuộc về Ngài, một năng lực vô địch. Đó là chính Ngài đấng đã chiến thắng thế gian, chiến thắng quyền lực của sự chết. Giữa những hoạn nạn của cuộc đời, Ngài hứa sẽ ở cùng chúng ta. Vậy hãy vững lòng tin nơi Ngài. Bước theo Chúa Giêsu, con cái và tôi tớ thật của Ngài sẽ không cầu mong đi trong sự dễ dàng, thuận lợi. Nhưng chỉ cầu xin Ngài ban cho chúng ta thêm sức mạnh và ân điển của Ngài. Chúa Giêsu cho các môn đồ của Ngài thấy những bước đường theo Ngài trước mắt dù đầy khó khăn trong gai nhưng đấng đã chiến thắng thế gian luôn ở bên cạnh họ hãy vững lòng Cảm ơn Chúa vì trong bất cứ hoàn cảnh nào thì các môn đồ của Chúa Giêsu và chúng ta hôm nay luôn đang đứng về bên phía chiến thắng. Xin Chúa giúp chúng ta quyết tâm theo Chúa Giêsu cho đến chung kết của cuộc đời khi chúng ta gặp mặt đối mặt cùng Ngài. Chương trình đọc sách giảng giải phúc âm của Hội Thánh Tinh Lành Liên Hiệp Đà Ra xin tạm ngừng tại đây Xin mời quý thính giả đón nghe bài 1 của quyển 4 trong kỳ tới Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email darayunitingchurch gmail com hoặc bình luận trên facebook hội thánh tinh lành Liên Hiệp Đà Rà Nguyện xin Chúa ban cho quý vị sự tươi mới mỗi ngày trong hành trình theo Chúa Xin chào thân ái và hẹn gặp lại